Chào mọi người đến với kênh của Việt Florida US và Việt Tampa Bay. Hôm nay lần trước Steven có thực hiện một cái video lý do tại sao các bạn nên dời về Florida. Thì mình sau cái video đó thì có nhiều người đã liên lạc mình và hỏi những câu hỏi sau đây, thì mình trong video này mình sẽ thực hiện và trả lời những câu hỏi đó. Thì trong 5 phút tiếp theo mình muốn các bạn theo dõi và nghe cho kỹ nếu các bạn nào có quyết định đã dời về Florida sinh sống. Sau video đó thì có 5 câu hỏi được nêu ra. Thứ nhất là thuế thu nhập, thuế nhà, thuế exemption, broker rebate và bảo hiểm khi về hưu. Thì phần bảo hiểm mình sẽ đề cập sau trong video, phần cuối cùng của video, tại vì cái đó là những câu hỏi đó cho mấy người nào về hưu thôi, tại các bạn phần đông là giới trẻ thì không có về hưu trong thời điểm này. Mà nếu cha mẹ anh em mà cô chú gì cậu mợ gì đó mà có về hưu thì nên biết cái bảo hiểm phần for A for B, thì mình sẽ giới thiệu cái đó sau. Để bắt đầu cái video này, mình muốn các bạn nghe cho kỹ trong những câu hỏi và câu trả lời sau đây. Phần thứ nhất mình muốn trả lời cho các bạn biết. Đúng, các bạn đấy, mình muốn các bạn biết là thuế thu nhập cá nhân ở Florida mình đặc biệt là không có trả tiền thuế state tax, là thuế nếu mình làm thuế, mình làm việc mình trả tiền thuế cho liên bang thôi, còn state tax mình không có trả state tax. Ngoài Florida ra cũng có Nevada, Washington, South Dakota, Wyoming, Tennessee, Alaska và New Hampshire. Florida nằm trong một trong 8 tiểu bang không có trả thuế cho tiểu bang, nghĩa là no state tax in Florida. Nếu bạn nào làm six figure thì cái phần thuế cho tiểu bang không là khoảng chừng 6-7%, không thì 6-7% cho 100,000 là tính ra cũng 6-7,000 năm rồi. Đó là mình nói là thuế thu nhập cá nhân. Thì đương nhiên mình về Florida sinh sống thì mình cũng phải trước sau gì mình cũng phải mua nhà. Thì cái câu hỏi được đặt ra là cái tiền thuế nhà là bao nhiêu. Mình đã nói giải thích cho rất là nhiều người về cái thuế của nhà cửa, cái property tax. Thì cái property tax ở Florida của mình là 0.97%, sau đông toàn Florida là 0.97% nhân lên cái số giá trị của cái nhà mình mua. Nếu các bạn mua một căn nhà 300,000 thì mình nhân cho 0.97% là mình biết ra cái số lượng thuế mình trả cho cái nhà đó là mỗi năm là bao nhiêu. Cái câu hỏi kế nữa là cái CDD. Thì cái CDD thường thường ở Florida họ có cái CDD, thì mà cái CDD đó là cái gì? Cái CDD đó mình dịch ra là, đọc tiếng Anh là Community Development. Thì cái CDD đó họ thường thường mấy cái community ở Florida là họ, mấy chủ đầu tư họ mua đất rồi họ build cái nhà lên họ bán. Thì trước khi build nhà lên á thì họ phải cần chạy tiền ống ga đến nè, ống nước đến nè, ống xả đến nè, thì mấy cái tiền đó xây đường lộ, đường cầu cống rồi lại đến cái khu đó để làm cho cái khu đó nó văn minh hơn á. Thì họ lấy một cái loan từ cái option để build những cái
cái infrastructure đó phải không? Thì họ gọi là CDD, mà cái CDD đó phần đông ở Florida là mình phải trả từ 25 tới 30 năm. Thì hỏi cái câu hỏi được đặt ra là phần đông mà mình trả một năm là bao nhiêu? Thì theo ước lượng của mình á, thì phần đông trong khu này á, khu mình ở hiện tại bây giờ là khoảng 1.800 cho một năm. Thì cái tiền CDD đó họ tính chung với cái tiền thuế, thì cái tiền thuế nhà cộng với CDD là mình biết được cái số lượng nhà mình trả là bao nhiêu một năm. À, nếu mà các bạn mua ra ngoài ngoại ô thì nó mấy cái khu cũ thì nó không còn CDD nữa thì mình không có trả, còn mấy cái khu mới gọi là community á, thì phần đông sẽ có CDD. Thì khi các bạn mua nhà thì nên vẫn biết cái phần đó. Khi mình mua nhà rồi thì mình phải trả tiền thuế nhà. Thì cái thuế nhà là mình mới vừa giới thiệu nói cho các bạn xem rồi. Cái phần thuế nhà mình đã nói cho các bạn biết là 0.97% nhân lên cái số tổng giá trị của cái căn nhà của mình. Thì khi mà về Florida sinh sống, mà mình sống ở Florida trên 6 tháng á, thì cái Florida đặc biệt nó có phần discount, nghĩa là nó giảm thuế cho mình được 50.000 đầu tiên. Nếu các bạn mua một căn nhà 300.000 thì mình chỉ trả thuế, cái giá trị của nó là chỉ có 250.000 thôi, họ bớt cho mình là 50.000. Thì tính ra 50.000 cũng gần 500 một năm phải không? Nếu các bạn trả 3.000 thì giờ trả có 2.500 thôi, giả tỷ như vậy. Đại khái là các bạn hiểu, cho các bạn hiểu thôi. Cái thuế đó nó gọi là homestead exemption. Thì các bạn ở đây trên 6 tháng thì các bạn có quyền lợi đó. Phần đông là họ sẽ gửi thơ về cho các bạn, các bạn điền ra vô trong cái website, mình điền ra, mình ký tên, mình là để cái license của Florida vô. Cái kế tiếp mình muốn đề cập tới là khi các bạn mua nhà, mà đặc biệt là những bạn nào mua căn nhà mới ở một cái builder nào đó, thì ở Florida này mình nó có cái chương trình gọi là broker rebate. Thì cái broker rebate là cái gì? Cái tỷ mình đi đến một, mình mua một căn nhà mới, thì phần đông cái tụi người bán nhà họ có cái trả cái tiền commission cho tụi broker để bán cái nhà đó. Thì cái builder nó không có cái chương trình mà giống như là dẫn người ta đến mua nhà, mà nếu thì phần đông họ sẽ có 3%, một cái budget 3% cho thằng broker. Nếu người mua nhà lợi mà có cái người đại diện broker thì họ sẽ dùng 3% đó trả cho cái thằng broker đó. Thì tại vì mình mua nhà mới thì mình cái thằng broker nó đâu có đi tìm nhà cho mình tự tìm nhà, mình dẫn nó đến. Rồi cái thằng broker nó khi mà nó ký giấy cho mình, nó đại diện cho mình á, thì cái thằng builder nó sẽ trả cho cái thằng broker đó là 3%. Thì 3%, nếu các bạn mua một căn nhà 400.000 đi, thì 3% đó thì tính ra cũng 12.000, cũng khoảng 12.000. Thì 12.000 đó mình chia 50-50 với cái thằng broker, thì tính ra nó chia trừ giấy tờ này ra thì mình cũng lấy khoảng chừng 5.500 tới 6.000 trên cái căn nhà đó. Nếu mình mua nhà mà có thằng broker đại diện, mình có cái thằng builder nó có nâng cái giá nhà của mình lên không? Dạ thưa là không ạ. Nếu mình mua nhà mà nếu mình không có thằng broker, mình vẫn mua cái giá đó. Nếu mình có thằng broker thì đương nhiên cái thằng builder nó sẽ trả cái tiền đó cho nên cho cái thằng broker. Rồi mình chia đôi, mình cưa đôi 50-50 với thằng broker. Thì cái quyền lợi đó thì cái thằng builder đương nhiên nó phải có cái budget đó, mà nó không có cho mình biết. Thì chỉ có người nào đã đi qua rồi thì họ mới biết, mới giới nói cho các bạn biết thôi. Giống như bản thân của mình thì hồi xưa mình đi qua đây mình mua nhà, mình đâu có biết cái chương trình đó. Thì khi bạn bè giới thiệu với mình thì lúc đó nó quá trễ, mình không có tiền. Thì giống như em út mình sau này họ mấy đứa nó mua nhà thì mình đã biết cái chương trình đó, thì mình giới thiệu cho họ, thì cái broker đại diện cho mình á sẽ lấy cái quyền lợi đó cho mình. Cái thường thường mình mua nhà mới nó có cái incentive, giống như builder incentive, nghĩa là nó cho cái promotion để cho một phần nào để cho mình dùng cho closing cost, là mình dùng cái tiền đó để làm cái option cho cái nhà mới của mình. Còn cái tiền mà broker rebate là riêng biệt nha, nó riêng biệt, cái đó là cái budget riêng, đó là legal, totally legal ở Florida và các tiểu bang giống như là North Carolina, South Carolina, mấy cái tiểu bang về miền Nam giống như Florida thì nó có chương trình đó. Thì các bạn nên biết cái chương trình, khi mà nếu các bạn quyết định mua một căn nhà mới thì nhất định phải biết cái đó nha. Nếu bạn nào mà muốn biết thêm chi tiết á, mà không có hiểu á, thì cứ gọi cho số điện thoại của mình là 646 505 7228,
hoặc gửi email cho mình là sNguyễn35@yahoo.com. Mình sẽ để tất cả thông tin với cái phần mô tả, thì các bạn cứ liên lạc với mình thì mình chỉ giải thích thêm cái câu đó. Mà nói trước, Steven không có phải là môi giới bán nhà, mình chỉ làm YouTube chơi để giới thiệu Florida, cảnh Florida, đời sống Florida cho mọi người biết thôi, chứ mình không phải là broker. Mà mình biết thông tin broker, mình có bạn bè làm broker, họ sẽ giúp các bạn thì lấy được cái phần lợi đó nếu mình mua một căn nhà mới ha. Thì cứ liên lạc cho mình đi, đừng có ngại gọi điện thoại cho mình, email cho mình, text cho mình cũng được, thì mình gọi lại. Nếu đôi khi mình bận mình bắt không được thì mình sẽ gọi lại cho các bạn thật. Số lạ thì có thể text cho mình trước, nói là ô tôi tên ABC vậy đó, thì tôi cần biết thông tin, thì mình sẽ trích thời gian mình gọi lại cho các bạn. Thì phần đông cái việc làm, cái số điện thoại của mình là mình dùng cho cá nhân, rồi mình dùng cho làm luôn, tại cái số làm nó gọi rất là nhiều. Và nếu các bạn gọi một con từ một cái số lạ quá thì mình đôi khi mình không có bắt, là mình bận trên cái phone mình không có bắt được, thì cứ text cho mình trước cho anh biết tôi tên Nguyễn gì đó, Trần gì đó, thì cần biết thông tin thì mình sẽ chích thời gian mình gọi lại cho các bạn ha. Thì tất cả thông tin mình sẽ để dưới. Rồi cái phần đó là cái phần về cái broker rebate. Và phần cuối cùng không quá quan trọng nhưng các bạn cũng cần nên biết, để đi mình về Florida sinh sống thì phần đông mình cũng có tính cân đường về hưu. Thì về hưu thì nó có cái khi các bạn mà gần tới tuổi về hưu rồi mới biết cái thông tin, nó có cái thông tin là cái bảo hiểm hoặc A hoặc B. A và B để cover cho cái medical với cái tiền giống như dental assistant đầu của mình á, mình đi nha sĩ đồ á, bác sĩ hoặc nha sĩ á, thì nó có cái hoặc A hoặc B đó. Thì theo bản thân hoặc ba của mình á, ba mẹ của mình cũng mới vào bước vào tuổi về hưu, thì ông bà cũng mới vừa apply cái phần đó, thì nó cover 100% luôn, nó cover cái bảo hiểm của ba mẹ của mình, có thể nói là nhiều hơn của mình luôn, giống như cái dental về làm răng á, thì cái bảo hiểm của mình á, mình qua cái như bây giờ cái United Healthcare thì nó trả cho mình có một năm có 2,000 thôi, mà của ba mình nó trả tới 4,000+, có thể hơn gấp đôi ha. Thì cái phần đó nó apply cũng dễ thôi chứ không có khó lắm. Thì ở đây họ có cái chương trình, cái program mà có mấy cái chỗ người Việt á, họ phục vụ, họ giúp cho mấy người lớn tuổi mà về hưu để làm những giấy tờ đó, thì mình cũng đã biết thông tin đó, thì ba mẹ mình cũng đã làm rồi. Người Việt đó họ lái xe đến nhà mình, họ giúp mình tận tình luôn, thì họ chỉ ăn cái tiền bảo hiểm đó với cái tụi SSI thôi, không chứ họ không có lấy gì của mình hết, thì họ chỉ giúp cho mình làm giấy tờ, thì họ sẽ lấy cái tiền bảo hiểm, cái tiền commission với cái tụi kia thôi. Thì mình nếu mà muốn biết thông tin á thì cũng gửi email hoặc cái cho mình cho cái thông tin khi các bạn về hưu sống ở, đặc biệt là ở khu Tampa nha, mình biết khu Tampa với mấy khu khác thì mình không có biết mấy cái thông tin đó, phải không? Còn mấy ở Tampa thì có thể mình biết, là người Việt giúp cho mình, họ lấy xe tới nhà giúp cho mình luôn từ đầu cuối, các bạn đừng lo. Nào đó quyết định khi mà về Florida sinh sống thì có thể mình có những quyền lợi nào mình nên có, thì các bạn nên biết. Thì nếu cái video này có giúp ích được ai thì cũng mình cũng nhờ các bạn bấm nút like, chia sẻ video, cũng như là subscribe kênh của mình để ủng hộ cho mình trong những video tiếp theo trong tương lai. Thì hôm nay mình cũng thực hiện video này mà ở ngoài phía sau lưng của mình là một cái hồ bơi của community mình đang sinh sống không. Thì bữa nay thứ sáu thì mình cũng lấy ngày nghỉ để làm thực hiện video này để giúp cho các bạn biết về thông tin này thôi. Thì các bạn nhìn thấy phía sau đó, thường thường thì mấy đứa con của mình nó cũng đi bơi ngoài này. Thì ở đây họ có cái outdoor wifi thì lâu lâu mình cũng ngồi đây mình làm việc. Rồi mấy đứa nhỏ nó cứ bơi tắm cho nó đã, tới giờ thì mình đi về thôi. Thì đời sống ở Florida thì như vậy đó. Cũng thì ở Florida thì nó cũng nhàn rỗi, nắng nhiều. Các bạn nào mà thích nắng ấm thì Florida là một nơi lý tưởng cho các bạn sống. Thì qua cái bầu cử của năm 2020 thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam từ Cali, về từ những bang ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ giống như là New Jersey, Delaware, Virginia, New York, Connecticut, thì họ tràn về đây. Thì cái phần đông cái nhà cửa nó có giá nhà nó hiện tại nó cũng lên tương đối lên cũng hơi nhanh. Thì các bạn nào đã có ý định về Florida sống thì cũng nên
chích một thời gian nào đó để qua đây để tìm hiểu thêm. Thì ở Florida của mình là vậy, thì chúc các bạn may mắn nha. Có gì nếu các bạn có câu hỏi nào mà thắc mắc mà không có hiểu á, thì cứ vô tư liên lạc cho mình và mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Ok, thì xin chúc mọi người bình an, sức khỏe trong mùa dịch này. Hy vọng là mùa hè này cái phần chích vaccine sẽ được hoàn tất, thì mọi người sẽ được đi du lịch đó đây nhiều hơn. Chứ một năm qua thì người nào cũng, ai cũng nhốt ở trong nhà hết. Người thân mình cũng, nhiều người cũng không được qua khỏi. Thì xin chúc mọi người là tất cả may mắn và giữ gìn sức khỏe cho nhau. Thì Lão chúng ta xin cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình đã bấy lâu nay, và hy vọng sẽ tương lai mình hết dịch mình sẽ thực hiện nhiều video hơn. Tại vì khi mùa dịch này thì mình cũng có đi đây đi đó nhiều. Thì phần đông những năm khen năm trước thì mình đã có đi, mà mấy năm nay thì tại vì dịch quá đi cũng không dám đi. Thì đi ra ngoài muốn lần mà đi mua đồ giống như ai ho sặc sụp cái là cái ngồi đó ai cũng bụng miệng bỏ chạy chân, đâu có ai dám nhìn đâu, không thì cái cố gắng thôi. Ok, thôi vậy nha, thì video mình đến đây là hết. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở một video sớm nhất trong tương lai. Bye bye.